Xin chào tất cả các bạn. Kaplan Singapore được thành lập vào năm 1989 là một tổ chức giáo dục có uy tín của khu vực, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Các bạn hãy tham dự ngay vào tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan. Du học không cần chứng chỉ tiếng Anh IELTS đầu vào và dễ dàng nhận bằng từ các trường đại học uy tín của Anh, Úc và Ireland. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 15 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018. Sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm: Văn phòng Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay với số điện thoại 028 38 48 4879, 028 38 38 2080, 099 569 3574, 0996 277 629. Website: www.tddvn.com, www.tandaiduong.edu.vn, www.duhocsingapore.net. Kaplan Singapore cung cấp cho học sinh, sinh viên rất nhiều khóa học khác nhau, từ chương trình tiếng Anh tăng cường đến dự bị đại học, cao đẳng, chương trình đại học và sau đại học. Đặc biệt khi du học ngành kế toán tại trường Kaplan Singapore, bạn sẽ có cơ hội nhận ngay được bằng Anh, Úc. Khi học kế toán tại Kaplan Singapore, sinh viên sẽ được tiếp cận các nguyên lý kế toán, kiểm toán, thuế và các kiến thức liên quan đến luật kinh doanh và quản lý tài chính. Sinh viên còn được kiểm tra việc ghi chép và chuyển thông tin về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp và cả chuẩn bị cho việc đưa ra những ý tưởng về lưu trữ hồ sơ và làm mọi việc một cách khoa học. Chương trình đào tạo kế toán tại Kaplan Singapore liên kết và được giảng dạy theo chương trình phối hợp với những trường danh tiếng đến từ Portsmouth, Anh Quốc, University of Essex, Anh Quốc, Murdoch University, Úc và được cấp bằng tại những trường này. Chương trình này nhằm cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc trong việc đào tạo mở rộng về kinh doanh với các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính kế toán. Sau khi học xong chuyên ngành kế toán tại Kaplan Singapore, sinh viên có thể chọn lựa những việc làm với mức lương hấp dẫn, cùng môi trường làm việc luôn mới mẻ. Điều đặc biệt với bằng cấp quốc tế và kiến thức bạn học được ở Kaplan Singapore, sinh viên có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia châu Á nào với mức lương hấp dẫn. Chương trình học cử nhân năm cuối University of Portsmouth, Anh Quốc cấp bằng. Thời gian 18 tháng, học phí 24.396 đô sinh, nhập học vào tháng 6 và tháng 12. University of Essex, Anh Quốc cấp bằng. Thời gian 18 tháng, học phí 23.112 đô sinh, nhập học tháng 6 và tháng 11. Murdoch University, Úc cấp bằng kép. Thời gian 28 tháng, học phí 29.104 đô sinh, nhập học vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, với số điện thoại 028 38 38 2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.